Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Minh Sang, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị còn có các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Nguyễn Tấn Đức và Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Đức đã công bố quyết định số 22 ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Trương Minh Sang, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Sang. Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc quan tâm đào tạo luân chuyển cán bộ qua các môi trường công tác khác nhau nhằm sắp xếp xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Việc tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ có năng lực và đạo đức tốt được rèn luyện còn nhằm tạo nguồn cán bộ cho tỉnh và cơ sở. Đây là sự sắp xếp theo kế hoạch đề án từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đến nay. Cá nhân ông Trương Minh Sang đã trải qua nhiều vị trí công tác, tin tưởng với năng lực phẩm chất đạo đức trong môi trường mới sẽ xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó cùng tập thể văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng mong muốn Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban và cán bộ tập thể văn phòng cùng phối hợp tạo điều kiện chia sẻ giúp ông Sang hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Trương Minh Sang cảm ơn sự quan tâm tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh. Với nhiệm vụ công tác mới, bản thân ông sẽ nỗ lực học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Trương Minh Sang sinh năm 1977, quê quán xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, trình độ thạc sĩ quản lý công, cử nhân luật cao cấp lý luận chính trị, đã từng đảm nhận vị trí Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.